70% bề mặt hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi nước, biển và đại dương, không chỉ che giấu những cư dân muôn hình vạn trạng mà còn có dấu vết của loài người. Hàng ngàn con tàu bị chìm chứa đựng những mảnh lịch sử hàng thế kỷ của chúng ta. Hãy cùng khám phá đáy biển và tìm hiểu những bí mật mà chúng ẩn giấu. Nào, hãy tưởng tượng bạn lặn xuống đáy biển và thấy ở đó không, đó không phải là xác của một con tàu cướp biển thế kỷ 16. Chúng ta đã xem nó nhiều lần trong các bộ phim tài liệu và đọc về nó trong sách, và bây giờ nó không còn hấp dẫn nữa. Vì vậy, bạn lặn xuống đáy đại dương và tìm thấy một cửa hàng bán bộ đồ ăn bằng sứ khổng lồ. Và bạn không chỉ có thể mua đồ sứ ở cửa hàng mà còn có thể mua những món ăn hơn 500 năm tuổi. Triều đại Minh của Trung Quốc đã phát triển thương mại hàng hải để nhập khẩu từ nước ngoài từ vài trăm năm trước. Một con tàu đã không sống sót sau cơn bão biển và bị chìm ở đâu đó trên sườn phía tây bắc của Biển Đông. Ở đó, thợ lặn đã phát hiện ra một con tàu bị chìm cùng với hàng hóa có giá trị trên đó. Hàng nghìn chiếc cốc, đĩa, bình sứ với hoa văn đẹp mắt nằm giữa tảo và cát biển. Các chuyên gia đã đếm tất cả các món đồ và khẳng định con tàu chở khoảng 100.000 món. Nhưng không phải tất cả chúng đều được chứa vào hầm hàng. Những đồ vật có giá trị nằm rải rác trên diện tích hàng trăm nghìn mét vuông. Một trường hợp tương tự đã được xảy ra ở biển Địa Trung Hải. Một anh chàng lặn ngoài khơi bờ biển Israel và vô tình phát hiện ra hàng hóa biển bị chìm lâu đời nhất ở phía đông Địa Trung Hải. Những mảnh điêu khắc và công trình bằng đá cẩm thạch nằm dưới đáy biển, giữa đống đổ nát. Chúng cổ đến mức bị tảo bao phủ và trở thành một phần của cảnh quan dưới nước. Một phát hiện bất thường khác được phát hiện ở sườn núi nước sâu của Thái Bình Dương, phía bắc quần đảo Hawaii, tại một trong những khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới. Một tàu nghiên cứu đi dọc đáy biển và phát hiện ra một con đường. Một phần phía dưới được lợp bằng gạch ngói màu vàng. Nó cũng giống như loại gạch dùng để lát bể bơi. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một cuộc thám hiểm ở địa điểm chưa được biết đến này và đăng video lên mạng. Họ đi xuống độ sâu khoảng 2,8 dặm và nhận thấy một dấu vết kỳ lạ ở phía dưới đáy được làm bằng gạch màu vàng. Một người nói đùa rằng đó là đường tới Atlantis. Trên thực tế, con đường chẳng dẫn đến đâu cả và nó không phải do con người tạo ra. Thiên nhiên đã tạo ra cảnh quan khác thường này. Nơi này có gạch đá nằm ở đáy hồ trên đỉnh một ngọn núi dưới nước. Có lẽ ngày xưa nơi đây từng là một ngọn núi lửa. Magma làm nóng bề mặt và các vết nứt xuất hiện trên mặt đất. Những đường nứt khiến bề mặt rắn chắc, trông giống như một con đường lát gạch. Được rồi, thế còn điều gì đó bí ẩn hơn thì sao? 20 năm trước, một tàu nghiên cứu của Na Uy đã phát hiện ra những hố lạ dưới đáy biển giữa Đại Tây Dương. Sau đó, vào năm 2022, các nhà nghiên cứu khác đã tìm thấy thứ gì đó tương tự, nhưng ở dưới đáy Thái Bình Dương. Các nhà khoa học đã phát hiện ra khoảng 200 hố ở 3 nơi khác nhau tại độ sâu khoảng 2 dặm. Các hố được sắp xếp thành nhiều hàng và có một đường hầm ở dưới mỗi hàng. Nhưng nó đã dẫn tới đâu? Để tìm ra, trước tiên bạn cần biết được ai đã tạo nên những cái hố này. Các nhà khoa học đã nghiên cứu các loài động vật sống ở độ sâu dưới áp lực rất lớn như vậy. Hãy tưởng tượng sức nặng của vài chục con voi đè lên một diện tích nhỏ bằng lòng bàn tay nào. Đó là về áp lực do nước gây ra ở những độ sâu này. Tuy nhiên, một số sinh vật biển vẫn có thể thích nghi với những điều kiện như vậy. Các nhà khoa học đã nhìn thấy nhím biển, giun và thậm chí cả một số loài cá lớn. Nhưng không ai trong số chúng tạo ra những cái lỗ bí ẩn này. Họ nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ với cơ thể màu trắng và hồng bên trong một trong những cái lỗ. Đó là loài amphipod, một trong những đại diện của họ giáp xác. Các nhà khoa học đã phát hiện ra nó và thực hiện một số nghiên cứu nhỏ. Con tôm càng nhỏ này đang đào một đường hầm bằng những móng vuốt dài của nó. Nó sử dụng hố như một ngôi nhà để ẩn náu và che chở cho con của mình. Hoặc loài giáp xác nhỏ đang đào đường hầm để tìm kiếm thức ăn. Có một nơi trong đại dương có rất nhiều tàn tích của tàu thuyền nằm dưới đáy biển. Và đó không phải là tàu buồm, mà là tàu vũ trụ. Địa điểm này nằm ở Nam Thái Bình Dương và được gọi là điểm Nemo.
Đây là nơi xa đất liền nhất trên hành tinh của chúng ta. Hòn đảo gần nhất cách đó hơn 1.000 dặm. Chỉ có một đại dương vô tận và sự cô lập hoàn toàn. Bạn thậm chí sẽ không gặp cá và các sinh vật biển khác ở đây. Nơi này có rất ít dinh dưỡng. Từ các đại dương trên thế giới, vì dòng chảy ngầm và gió hầu như không đến được khu vực này. Có nhiều loại vi sinh vật khác nhau ở Point Nemo, nhưng đó không phải là lý do chúng ta ở đây. Nguyên nhân là do thỉnh thoảng có những quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống nước. Chúng không phải là thiên thạch, mà là một số mảnh tên lửa không gian, tàu hoặc vệ tinh bị hỏng. Điểm Nemo là một sa mạc đại dương nên các mảnh vụn không gian không thể gây hại cho bất cứ ai ở đây. Ngay cả khi một vật nặng nào đó gây ra một cơn sóng khổng lồ, nó sẽ không đến được vùng đất gần nhất vì nó sẽ mất toàn bộ năng lượng trong nước. Một số nhà khảo cổ học tin rằng thành phố lâu đời nhất trên thế giới có niên đại khoảng 9.500 tuổi. Nhưng bạn sẽ không tìm thấy nó trên đất liền vì nó nằm dưới đáy biển, ở vịnh Cambay, ngoài khơi Ấn Độ. Các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều hiện vật cổ xưa như tác phẩm điêu khắc, đồ nội thất và các vật dụng nội thất khác. Họ đã phân tích một mảnh gỗ được tìm thấy ở đó và xác định nó đã hơn 9.000 năm tuổi. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng xác định xem đó là kiểu thành phố nào và nó tồn tại khi nào. Lăng mộ của Tutankhamun là một phát hiện khảo cổ học nổi tiếng. Nhưng chúng ta biết gì về nơi chôn cất vị Pharaoh muộn nhất của Ai Cập? Lăng mộ của Cleopatra có thể nằm ở đâu đó trong thành phố cổ Alexandria. Nhưng vấn đề là thành phố xinh đẹp này lại nằm dưới nước. Sau khoảng 1.600 năm, nó chìm xuống đáy biển vì lũ lụt và động đất. Tàn tích của nó được phát hiện vào năm 1998. Các nhà khoa học và nhà xây dựng có kế hoạch tạo các đường hầm dưới nước trên lãnh thổ của nó để biến thành phố thành một bảo tàng dưới nước. Bạn có thể gặp một hiện tượng tự nhiên bất thường, đó là các vệt ở độ sâu của Bắc Cực và Nam Đại Cực của Nam Cực. Nó trông giống như một cột băng đông cứng trong nước, thu hút các sinh vật biển đến gần và đóng băng chúng. Khi muối chảy ra khỏi các vết nứt dưới đáy đại dương, nó đóng băng vì mật độ của nó lớn hơn mật độ của nước xung quanh. Khi tiếp xúc với nước ngọt, nó biến thành đá lỏng và đóng băng. Sao biển, nhím và động vật giáp xác bị mắc kẹt ở đó vì lượng muối này làm chúng đông cứng. Stonehenge nổi tiếng có một địa danh sinh đôi dưới nước. Tại đáy hồ Michigan, ở độ sâu khoảng 40 feet, các nhà khoa học tìm thấy một số tảng đá hình chữ nhật được sắp xếp thành hình tròn, giống như di tích cổ nổi tiếng của nước Anh. Trên một trong những tảng đá, các nhà khoa học nhận thấy thứ gì đó tương tự như hình ảnh của voi răng mấu, một loài động vật giống voi đã tuyệt chủng cách đây hơn 10.000 năm. Bất chấp những điểm tương đồng rõ ràng với Stonehenge, một số nhà khoa học tin rằng thiên nhiên có thể là thứ đã tạo nên di tích này. Năm 2012, các nhà khoa học tìm thấy một vật thể lạ, giống tàu vũ trụ ngoài trái đất ở đáy hồ Baltic. Vật thể bằng đá này có đường hầm và cầu thang xung quanh nó. Khi bức ảnh về phát hiện này được tung lên mạng, nhiều tờ báo bắt đầu viết rằng nó là thứ gì đó đến từ hành tinh khác. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phân tích hiện vật này và cho biết không có gì của người ngoài hành tinh trong đó. Đó là một cấu trúc đá tự nhiên, nhưng không ai biết tại sao thiên nhiên lại có thể làm được điều đó.